Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Tội ác thù ghét. Bài viết do ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn qua chương trình bày. Kính thưa quý vị, ông Adam W. burton người bắn chết anh kỹ sư Ấn Độ tên là Kuchi Hola, bắn bị thương một anh kỹ sư Ấn Độ khác có tên là Madasani và một thanh niên của Hoa Kỳ 24 tuổi. Chỉ phạm tội sát nhân thôi hay là còn phạm tội ác thù ghét nữa? Câu hỏi này đang được các giới chức tư pháp của Hoa Kỳ kêu xét. Kính thưa quý vị, bốn chữ tội ác thù ghét, dịch từ danh từ pháp luật là hate crime, chỉ định những hành động tội phạm như là giết người, đốt nhà vân vân. Vì thù ghét một người hoặc là một nhóm người nào đó do khắc kỳ giới tính, quan điểm chính trị, quan hệ xã hội, tuổi tác, tôn giáo, chủng tộc dân tộc, ngôn ngữ, quốc tịch, hình dáng bên ngoài hay là vì những đặc điểm khác từ thù ghét đó dẫn đến việc phân biệt đối xử rồi phạm tội. Giết người để trộm, cướp hay là hãm hiếp chỉ là một tội xác nhật, nhưng không phải là tội ác thù ghét. Giết người vì không thích màu da hay là không thích tính ngưỡng của nạn nhân thì mới gọi là tội ác thù ghét. Người phạm tội ác thù ghét bị trừng phạt nặng hơn là phạm nhân vi phạm tội ác thông thường. Do đó, ông Puritan sẽ bị trừng phạt nhẹ hơn nếu mà luật sư binh vực cho ông thuyết phục được Bộ Thẩm đoàn là ông giết anh Kuchinota trong lúc nóng giận hoặc là trong lúc say rượu. Và theo lời tường thuật của báo chí thì việc giết người xảy ra vào lúc 7 giờ 15 tối thứ tư 22 tây tháng 2 2017 trong một quán rượu ở tại Austin Bar có tên là Austin Bar and Grill tại thị trấn Olat, tiểu bang Kansas. Hai anh kỹ sư Ấn Độ là khách quen mặt ở tại quán rượu này và mỗi buổi chiều sau một ngày làm việc mệt nhọc thì hai anh thường ghé lại quán để nhâm nhi vài ly whisky. Nạn nhân bị bắn chết tại chỗ. Anh Kujichola làm việc cho Garmin, đây là một hãng sản xuất máy GPS và máy truyền tin hàng không. Nạn nhân thứ nhì là anh Madasani cũng làm cùng chỗ với lại anh Kujichola, một anh 32 tuổi, anh kia 33 tuổi. Trong một buổi tiếp xúc với lại truyền thông hôm thứ sáu, 24 tháng 2, 2017, thì cô Sunayana Dumala là vợ quá của anh Kuchihola nói rằng Từ hơn một tháng nay tôi rất run sợ không biết có nên tiếp tục sống trên lãnh thổ của Hoa Kỳ nữa hay không Nhưng chồng tôi bảo tôi là mình cứ ăn hiền ở lành là gặp điều lành Giờ này ảnh không còn nữa để có thể biết là ảnh bị lầm Cô quá phụ nói thêm Tôi kêu gọi chính phủ của Mỹ đối phó với tội ác thù ghét Và tôi cũng yêu cầu họ là trả lời cho tôi biết là họ sẽ làm gì để đối phó với tội ác thù ghét Tôi xin chính phủ Hoa Kỳ trả lời về cái chết của chồng tôi. Không chỉ trả lời cho riêng tôi, mà trả lời cho mọi người, cho mọi giới thuộc mọi sắc tộc. Cô Dumala gặng mạnh với phóng viên truyền thông là cô mong muốn chính phủ Hoa Kỳ cho cô biết họ sẽ làm gì để ngăn chặn tội ác thù ghét. Kỹ sư Morgan Hohen, là bố của anh Madasani. Anh kỹ sư Ấn Độ bị thương trong cuộc thảm sát cũng là một kỹ sư làm việc cho chính phủ ấn ở tại Hyderabad, Indiana, nói ra gia đình của anh hoảng sợ vì việc xảy ra. Ngoài Madasani, gia đình của anh Brady còn có một cậu con trai thứ nhì đang sống tại Hoa Kỳ. Madasani tốt nghiệp kỹ sư tại University of Missouri, Kansas City. Ông Brady nói rằng, hai đứa con của tôi sống tại Hoa Kỳ đã 12 năm qua và chúng nó ý thức tình hình rất rõ hơn tôi, cho nên tôi không muốn quyết định ở lại Hoa Kỳ hay là bỏ đi thay cho chúng. Ra khỏi bệnh viện thì anh Madasani tuyên bố là sức khỏe của tôi tốt lắm rồi, nhưng sinh mạng thì tôi chưa biết sẽ ra sao. Tin tức về việc một người Mỹ bắn chết anh Kujihola và bắn bị thương anh Madasani đã gây chấn động trong dư luận của Ấn, khiến đại sứ của Mỹ tại Ấn phải ra tuyên cáo lên án hành động buồn thảm và vô nghĩa đó. Ở tại Hoa Tình Đốn, tùy viên báo chí của Bạch Cung, ông Sean Spicer phủ nhận bồi liên hệ giữa vụ giết người và chính sách bài ngoại của Tổng thống Donald Trump, mặc dù nhiều người vẫn cho là tên sát nhân đã bị ảnh hưởng bởi chính sách đó. Ông Spicer yêu cầu mọi người là đừng vội gán cho vụ bắn giết ở tại thị trấn Ola, cái nguyên cớ là bài ngoại và dẫn chứng là chính vì tội gán cho Obama Martin là kẻ giết 49 người tại một quán rượu Orlando, cái tội khủng bố mà Tổng thống Obama đã lập. Lỗi lầm của Obama được ứng cử viên Donald Trump vật rõ vào ngày 13 tháng 6, 2016 trong một bài diễn văn tranh cử ở đọc ở tại San Assam Carlos, New Hampshire. Là ông Obama chỉ nói Martin là một tên khủng bố, vi phạm tội ác thù ghét mà không nói rõ hắn là một tên khủng bố. Ông Trump chỉ trích chính sách di dân của Obama là thiếu cương quyết. Ông nói rằng, rõ ràng là Tổng thống Obama không hiểu việc ông ta đang làm. Ông làm chúng ta thất vọng, rất thất vọng và để không gây thất vọng cho cái đối tượng mà ông gọi là chúng ta. Ngay từ ngày đăng quang thì tân tổng thống áp dụng một chính sách di dân khắc khe hơn. Dư luận đã dán nhãn bài ngoài do chính sách đó dán cả lên cái cuộc thảm sát ở tại Ole và những vụ phá hoại nghĩa trang do Thái đang xảy ra ở tại nhiều địa phương của Hoa Kỳ. Trong lúc ca tụng việc làm của ông Iran Gilot là thân thiện, cởi mở và can đảm. Gilot là người khách cùng ngồi trong quán rượu Austin Bar And grill, và đã bị thương vì can thiệp cứu hai anh Ấn Độ Gilroth kể lại với lại phóng viên truyền thông là ông Puritan vừa chỉ vào mặt của nạn nhân vừa quát lên rằng Get out of my country tức là cút ra khỏi đất nước của ta Puritan còn hạch hỏi hai anh Ấn Độ về quy chế di dân của họ xem họ là thường trú nhân hay là tạm trú bằng visa công nhân Bất mãn vì thái độ ngang ngừa của ông Puritan, Gilroth và một người làm trong quán rượu mời ông ra khỏi quán và sau đó thì ông Jeremy Luby 41 tuổi, một người làm trong công nghệ software đã đứng dậy nói là ông xin thanh toán cái bill của hai ly rượu hai anh kỹ sư Ấn Độ đang uống bởi vì rượu mất ngon do bị ông Puritan khuấy phá. Thưa quý vị, anh Kuchihala và Madasani đã cảm ơn anh kỹ sư Mỹ rồi ba người cùng nói chuyện về công việc làm của họ. Sau đó không lâu thì ông Lupi nói với là truyền thông là ông muốn tạ lỗi với hai người Ấn Độ về thái độ hung hạn của ông Puritan. Mọi người đang vui chuyện thì Putin trở lại với khẩu súng trên tay rồi cảnh bắn giết bắt đầu. Anh Kiều Lan lúc đó đang ở trong phòng vệ sinh và anh đếm từng tiếng đổ cho đến tiếng thứ 9 mới đẩy cửa chạy ra định tước súng của Putin. Tuy nhiên, viên đạn thứ 10 đã bắn vào ngực anh. Ông Adam Putin, 51 tuổi, đang bị truy tố về tội sát nhân và gây thương tích cho hai người. Tuy nhiên, không bị truy tố về tội ác thù ghét vì tiểu bang Kansas không có luật đó. Thưa quý vị, cầu mong cho Tổng thống Trump sẽ ra tay để đối phó với tội ác giết người vì kỳ thị màu da, kỳ thị chủng tộc, để những người gốc Việt và các sắc nhân khác đang sinh sống tại Hoa Kỳ không bị bắn chết một cách oan uổng. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tờ đề Tội ác thù ghét, bài viết cho ký giả Nguyễn Đạt Thịnh biên soạn quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.